Hai các bạn, chúng ta tiếp tục làm vật liệu cái nhóm gỗ đá nha. Hôm trước thầy đã nói cho các bạn là vật liệu chúng ta thì nó có vô cùng. Tuy nhiên, dựa theo cái tính chất thuộc tính về vật lý hóa học hay bề mặt của nó thì chúng ta sẽ quy nó lại 6-7 nhóm thôi. Nó là lá nhau, chứ chúng ta không làm đơn lẻ từng cái. Ha, từ nhóm như vậy chúng ta sẽ tự biết điều chỉnh từng cái vật liệu theo ý chúng ta hoặc là theo cái ý của khách hàng, của sếp chúng ta. Nên chúng ta trải qua cái nhóm vật liệu gỗ và đá. Thực ra hai cái này tất nhiên là nó khác nhau, nhưng các bạn sờ lắn hay là tác động lực thì biết nó khác nhau, chứ còn nhìn cái bề mặt thì nó lại thì đôi khi nó rất là giống nhau. Và bây giờ là vật liệu bây giờ nó cũng rất là tiên tiến, gỗ giả đá, đá giả gỗ, nhựa giả gỗ, nhựa giả đá, cái gì cũng có. Thế thì nó lẫn lộn nhau như thế. Thế thì tùy thuộc vào cái ý đồ của chúng ta muốn thể hiện thôi, hoặc là các bạn phải quan sát những cái vật liệu thực tế ở ngoài đời thật, các hãng sản xuất cung cấp người ta sản xuất ra cái vật liệu nào nó như thế nào, các bạn sẽ phải cố gắng tìm cách mô phỏng những cái vật liệu như vậy. Thế thì để tìm hiểu được cái vật liệu ở ngoài đời thực, các bạn sẽ phải vào một số cái trang web cung cấp vật liệu ha, những cái trang web cung cấp vật liệu chung chung mà các bạn dùng chơi chơi để học hay là để làm cho nó đẹp, thì các bạn có thể lên mạng gõ cái chữ chung chung, ví dụ là vào cái mục hình ảnh gõ là good teacher ha. Đó, nha. Các bạn sẽ gõ là good teacher thì các bạn sẽ lấy được một số cái map gỗ đẹp ha. Hạn chế gõ tiếng Việt nha, gõ tiếng Việt toàn ảnh cùi bắp xài không nổi. Hoặc là các bạn gõ ví dụ đá thì là stone, đúng chưa? Đó, đây là những cái chung chung các bạn lấy trên mạng thôi. Còn có những cái trang web chuyên cung cấp những cái vật liệu để các bạn làm 3D, không chỉ 3D Max mà SketchUp hay gì đó, thì có thể các bạn đã biết rồi, là cái trang Polyheaven ha. Đây là một trong những cái trang cung cấp vật liệu để các bạn làm những cái vật liệu một cách rất là pro ha, xịn. Nhưng các bạn chỉ đào những cái ảnh có mức độ lớn vừa phải, dưới 4K thôi, 1, 2, 3, 4K thôi. Đừng có đào những cái vật liệu mà nó tới 8K, máy mà yếu là chạy không nổi đâu. Vật liệu 4K là nó đến cả 90 mấy, 100 mê một cái ảnh rồi đây này. Ha, thế mà 8K thì nó sẽ bị gấp 3, gấp 4 lần như vậy. Như vậy thì cái file của chúng ta nặng lắm, chạy không nổi đâu. Đấy là những cái vật liệu chung chung chúng ta làm nha. Còn cái vật liệu mà ở Việt Nam, bán tại Việt Nam thì các bạn sẽ phải vào trang ancuong.com. Ancuong.com là một đơn vị cung cấp gỗ công nghiệp lớn nhất Việt Nam mà thậm chí là hàng đầu Đông Nam Á luôn. Thế nên các bạn mọi thứ gỗ công nghiệp các bạn cứ vào trong Ancuong mà lấy ha, thì nó mới chuẩn chỉ được. Các bạn vào trong mục sản phẩm này, đó, 50 lát này, 50 lát kênh đâm hay bất kỳ sản phẩm nào các bạn lấy ha, thì ở đây nó cung cấp cho các bạn các cái map gỗ và những thông tin hiểu về chất liệu gỗ công nghiệp. Các bạn sẽ tự đọc lấy. Các bạn vào những mục trend hoặc là good hoặc là solid color thì tùy để lấy những cái vật liệu này. Nó có cho sẵn mã số vật liệu của Ancuong được chụp nguyên tấm và gửi cho các bạn, nó rất là to, rất là đẹp ha. Dùng như thế nào là việc của các bạn, còn các bạn cứ lấy những cái vật liệu này mang tính chất làm kim chỉ nam, tôn chỉ cho bất kỳ một cái loại vật liệu gỗ công nghiệp nào. Các hãng khác làm chúng chỉ là ăn theo giống bắt chước thằng Ancuong mà thôi, nên các bạn cứ chọn mã nào của thằng Ancuong thì những thằng khác nó cũng có cái tương tự như vậy ha. Các bạn cứ nhấp vào đây, đợi một xí nó hiện lên đó, các bạn nhìn thấy nó chi tiết, cực kỳ chi tiết, nguyên một tấm gỗ nó chụp lại đó. Các bạn nhấp vào nút download là download về thôi. Thì một cái ảnh này nó cỡ khoảng 2,5 mê, nó tương đương với một cái ảnh 2K thôi. Đó là vật liệu gỗ. Còn những cái loại vật liệu làm đá hay là gạch men, các bạn sẽ đào ở một số cái trang nào đó, bất kỳ, trong đó có một cái trang rất là xịn các bạn nên biết tới, đó là trang eurotile.vn. Đây là một cái thương hiệu gạch men của hãng Vigracera, nhưng mà làm theo tiêu chuẩn châu Âu, hợp tác với cả Italia để làm gạch men. Và trang này nó làm việc rất là pro, nó cho sẵn các bạn những cái mẫu sản phẩm ha, thư viện làm sẵn file 3D cho các bạn luôn đấy. Các bạn chỉ việc đào về, người ta làm vật liệu sẵn luôn.
các bạn chỉ trích hút cái vật liệu của người ta để đổ vào cái vật vật thể của các bạn thôi là đã xong. Người ta thiết lập đúng trong môi trường 3D là vật liệu đấy gồ ghề hay nhám như thế nào, người ta thiết lập đúng rồi, các bạn cứ hút vào cái là xong, khỏi làm gì luôn, là auto đẹp giống y như thật, là đến lúc các bạn đưa cho khách hàng coi là chuẩn, không phải làm chung chung. Khi sau này các bạn đi làm là làm thật ăn thật, là phải làm những cái vật liệu nó có sẵn, có thật ở thị trường Việt Nam, chứ hạn chế làm những cái vật liệu linh tinh. Chúng ta quay vào trong 3D. Bây giờ thì tạo ra cái nhóm vật liệu khác nữa. Đầu tiên là gỗ. Gỗ thì có nhiều loại, thế nên các bạn có thể gõ gỗ 1, gỗ 2, gỗ 3 gì đó. Rồi cũng là vật liệu vây ray đây. Vụt màu thì chúng ta không dùng, thì fill chúng ta nhấp vào cái phần map. Rồi cũng lại vào trong general bitmap, các bạn chọn bất kỳ một cái loại gỗ nào đó, ví dụ thì chọn gỗ này để nó có cái thớ, rồi đến lúc chúng ta sẽ gán ghép vào vật liệu, chúng ta sẽ phải biết điều chỉnh cái thớ gỗ nó dọc ngang theo đúng như ngoài đời thật, sản xuất thật, hoặc là ít nhất là để cho nó đẹp, chứ không có áp map gỗ lung tung được, nhìn nó quá nhỏ thì nó không có đẹp, mà quá to thì rất là thô, đến lúc to thì nó ấn tượng đấy, nhưng mà đến lúc khách hàng nó bảo là ok rồi, anh thích cái này rồi đấy nha em, duyệt rồi, làm đi. Mà bây giờ làm không ra được như em vẽ trong 3D ấy, thì lúc đấy là cũng mệt đấy, khó ăn nói đấy. Thế chúng ta có cái map đây rồi nha, có map rồi, bây giờ hãy quan sát nó render thử, nhìn như này nha. Thế thì nó chưa đạt yêu cầu đâu, chúng ta phải lùi ra, nhấp vào cái nút ở đây, lùi ra. Chúng ta sửa các giá trị như sau, thứ nhất là reflection, là độ bóng gỗ thì kiểu gì cũng phải có, không có không được đâu. Thế thì sẽ phải nhấp vào đây, chọn đại cái giá trị của gỗ, thông thường tối thiểu nó cũng phải 2-30, lên đến với khoảng 7-80. Các bạn cứ chọn cái giá trị nào cũng được, 5-70 cũng được, không sao, chúng ta có quyền điều chỉnh. Cái gloss lid nghĩa là độ nhám bề mặt của gỗ, tuy nó bóng thật đấy nhưng mà nó vẫn có những cái hạt do nó phun một cái lớp PU bảo vệ ở trên, nên nó phải có, không có là nó không thật đâu. Nên các bạn chú ý cái những cái giá trị này, các bạn sẽ để .9 hoặc .95 đối với gỗ công nghiệp là như vậy. Đối với gỗ thịt mà người ta thổi PU nó còn giữ dàn hơn nữa. Cái mắc deep là cái thông số thuật toán tính toán cái tia sáng đầu tiên chiếu tới cái bề mặt vật thể để dò vật thể, nó sẽ phải tối thiểu bằng 8. Thông thường máy trung bình các bạn có thể để khoảng 12-15. Nếu vật liệu này là chính, chiếm tỷ lệ nhiều ở trong một cái bài thiết kế của chúng ta thì những cái giá trị nó phải cao, nhìn vật liệu nó mới đẹp. Nếu không thì nhìn nó cứ giả giả ương, giả giả ấy, khó chịu lắm đấy. Giống như các bạn vẽ SketchUp ấy thì nó không có đạt yêu cầu về thẩm mỹ ý được đâu. Khách hàng bây giờ nó khó tính lắm, nó đòi hỏi chúng ta làm sao nó thật, thật mà phải đẹp, chứ thật mà giả nó cũng không chịu luôn. Rồi, như vậy đã xong cái hai cái phần cơ bản nhất. Thực ra đến đây là đã giải quyết được cái gỗ rồi. Đôi khi có một số loại gỗ nó bóng cái bề mặt lắm, các bạn có thể bỏ qua cái kênh bâm, không dùng tới. Nhưng thì các bạn sẽ tùy vào vật liệu nhé. Nếu giả sử là cái vật liệu này nó có kênh bâm, nó bâm, thì thầy sẽ kéo cái map ở diffuse thảo kênh bâm luôn, một cách vay mượn. Nó không được xịn đâu. Như thầy nói từ lúc trước là không được xịn, nhưng mà chúng ta làm nhanh cho nó nhanh thì chúng ta kéo vào đây và chúng ta kiểm cái giá trị, ví dụ là khoảng 30 để lick vào đây kiểm tra thử xem nhìn nó ra làm sao. Các bạn sẽ thấy nó bắt đầu nó gồ ghề lên rồi nhưng nó chưa ngon lắm. Thế thì cái giá trị này các bạn sẽ phải đẩy, có thể là đẩy cao lên từ 30 đến 50 thôi nha. Đối với gỗ công nghiệp thì nó chỉ nhiêu đó, nhưng có vấn đề là trong cái mục map ở trong kênh bâm này. Hôm trước nói chuyện về cái vật liệu cơ bản thì các bạn đã hiểu những cái giá trị ở đây sơ sơ rồi. Nhưng còn một cái giá trị quan trọng nữa các bạn cần phải hiểu khi sử dụng ở kênh bâm trong cái V-Ray để cho nó đẹp, thì cái hệ số blur, nghĩa là làm mờ bề mặt, thì các bạn sẽ không được để cái giá trị là 1. Bởi vì cái này nó rất là bé, các bạn chỉ được để cái giá trị từ 0.1 đến 0.2 thôi thì nó mới sắc nét được. Bây giờ thì để là 0.1, ngay lập tức các bạn sẽ thấy cái mức độ bâm sắc nét ở trong cái ảnh khi render ra là khác ngay một trời một vực so với cái giá trị blur làm nhòe mờ bằng 1. Nên hãy chú ý cái giá trị này, các bạn rất hay bị quên cái chỗ này. Nên là
Thầy lưu ý các bạn một tí ha. Tạm thời như vậy đã là xong được cái map, nhưng đôi khi có những lúc nó oái oăm lắm, khổ lắm, nhiều vấn đề lắm. Đối với cái ảnh của thằng An Cường, nó cho các bạn thì ngon lành cành đào sạch sẽ như thế này, nhưng một số cái map ở trên Google các bạn kiếm, đôi khi nó in cả những cái logo của nhà cung cấp, số điện thoại này kia tè lè, mà nhiều khi các bạn muốn cắt lấy một miếng cái vật liệu đấy thôi, lấy chi cho nó lắm. Thế thì các bạn sẽ lại phải nhấp vào cái mục này ha, mục apply ở đây, để các bạn nhấp vào cái mục view email, rồi các bạn cắt lấy một miếng ha. Ví dụ các bạn làm một cái cánh cửa tủ thôi, thì thực ra nó chiếm có 1/4 cái tấm gỗ này là cùng, thì các bạn để cái map nhiêu đây thôi, nó mới thật, mới đẹp ha. Như vậy thì các bạn sẽ có được cái map nó chuẩn. Trong này nó còn một số cái điều chỉnh khác nữa, thì tạm ngưng không có hướng dẫn thêm ha. Bây giờ thì lại nhấp vào đây, go to pattern lùi ra, để chúng ta điều chỉnh tiếp một số cái giá trị khác. Giá trị đầu tiên là cái Fresnel ha, là cái hệ số ảnh ánh sáng bậc 2 khúc xạ trên bề mặt vật liệu. Các bạn có thể dùng và lên dùng. Nếu như muốn cái vật liệu này nó đẹp thì các bạn nhấp vào đây để cái hệ số mặc định nó bằng 1.6 thì nó sẽ như vậy. Nó có bắt đầu lì mờ đi, ánh sáng nó bắt nhòe ra ở cái chỗ phản bóng. Cái này để giải thích cho các bạn hiểu rõ thì nó sẽ rất mất thì giờ, nên là thầy tạm không giải thích. Thầy vẫn chỉ nhắc lại là hầu hết các loại vật liệu đều có cái loại phản xạ này, thì các bạn sẽ cần tới nó. Đối với những cái loại vật liệu bóng giống như gạch men ấy, thì thực ra cái hệ số này 1.6 là không ăn thua, nó phải bằng 2-3-5 ha, thì nó mới được. Tất nhiên gạch men thì cũng đủ loại, và đến giờ này người ta cũng ít dùng những loại gạch men bóng, trừ những cái sảnh thôi. Nó cần gạch men bóng nhìn cho nó đã, bóng bẩy nhìn nó đã, sảnh đón mà nó mang tính chất quảng cáo thương hiệu nhiều. Còn những cái vật liệu trong sàn nhà, ở trong phòng ngủ các thứ thì người ta sợ trơn trượt té, nên là người ta dùng những cái loại gạch men có độ nhám thật không cao ha, độ lì, chứ không có dùng độ bóng ha, nhất là trong gia đình. Công nghệ sản xuất gạch men bây giờ nó cao rồi, nó sản xuất công nghệ men lạnh để làm mờ được rồi, nên là các bạn chú ý những cái hệ số này, để không phải lúc nào gạch men là bóng, không phải lúc nào gỗ cũng là mờ ha. Gỗ nhiều lúc cũng bóng, nhiều lúc cũng mờ, tùy. Ok, còn cái giá trị cuối cùng các bạn có thể quan tâm, đó là dưới cái thẻ BRDF này ha, là cái hệ số tính toán những tia sáng bậc 2 gãy khúc ha, phản xạ từ bề mặt vật liệu lẩy vào trong cái camera hay con loa khác này vào mắt chúng ta ấy. Các bạn sẽ chọn một trong hai cái là phong hay blin. Tôi thích xài cái phong hơn, nó bóng cho cái thằng gỗ và nó có độ lì mờ nhòe cạnh biên, nó không bị gắt cái cạnh giống như là thằng blin đó. Thì các bạn tùy các bạn muốn chọn thằng nào chọn ha. Như vậy là chúng ta giải quyết xong được cái vật liệu gỗ với kênh bâm là nhiêu đây. Nói thêm ở chỗ kênh bâm này một cách mở rộng nữa, để các bạn hiểu được tại sao lúc nãy ông thầy nói là cái này phải dùng đen trắng. Thì như này, với cái ảnh này là nó đang ngầm máy, nó chỉ ngầm hiểu là sử dụng đen trắng thôi. Còn các bạn muốn nó là đen trắng xịn sò hơn thì hoặc là sử dụng Photoshop, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái map này ở trong một cái thuật toán khác của một cái loại vật liệu thứ cấp ha. Nó vật liệu nhánh tạo bề mặt thì nó tốt hơn. Đó là các bạn nhấp vào cái chữ bitmap ở đây ha. Đó. Nhớ là xong rồi nhá. Bây giờ muốn xịn hơn thì bắt đầu mới chơi tiếp nha. Không thì thôi. Nhấp vào đây. Các bạn sẽ chọn cái mục Corner Correction ở trong cái thẻ General ha. Đó. Chọn nó. Ok. Nó sẽ hỏi chúng ta là Keep on map ha. Giữ lại cái ảnh cũ phải không? Tất nhiên chúng ta ok. Ok rồi, chúng ta chỉ cần làm một hành động rất là đơn giản là nhấp vào cái mục monochrome ha, nghĩa là sắc độ, chỉ sử dụng sắc độ thôi, không quan tâm tới màu, thì các bạn nhấp vào đây. Rồi các bạn điều chỉnh cái giá trị contrast là tăng cái tương phản lên. Ha, tăng cái sắc độ sáng tối lên, brightness này ha, lên một chút xíu. Tùy chúng ta điều chỉnh, chúng ta cảm nhận bằng mắt thôi, mỗi người một cái cảm nhận, không có cái giá trị cụ thể ha. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được tương đối pro về cái vật liệu gỗ. Bề mặt này nếu như bây giờ tôi thay một cái bề mặt đá thì nó cũng ra thành đá ha. Thay bằng cách nào? Bây giờ tôi copy ra vật liệu này thêm một cục vật liệu khác nữa bằng cách cầm
Drag mao là giữ chuột kéo thả qua ô này, là các bạn có được cái vật liệu khác nữa rồi, nhưng các bạn buộc phải đặt tên lại. 3D nó không cho phép làm trùng tên đâu ha. Là các bạn sẽ đặt tên nó là đá đi ha. Bây giờ là đá, đá kiểu đá 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 marble, đá brick ấy ha. Đá marble là đá nhân tạo, nó thông thường là rất là bóng. Đá brick thì người ta mài nó cũng khá là bóng, nhưng có những loại brick người ta sẽ để nó khá là thô ha. Thậm chí người ta cố tình bắn cát cho nó thô đi, cho nên tạo độ nhám và nhìn nó có cái độ đẹp riêng khi người ta ốp ở bên ngoài công trình ha. Chứ người ta không phải lúc nào cũng lại bóng lưỡng, không có. Nhưng đá marble thì chắc chắn là bóng. Thế thì giả sử ở đây là đá marble nha, ha, các bạn nhớ nha, giả sử là đá marble thì các bạn sẽ nhấp vào cái ô map này. Bây giờ chúng ta chỉ nhấp vào cái đường dẫn map ở đây thôi, là để chúng ta thay cái map khác. Các bạn có thể mở một cái folder map lên, các bạn kéo thả vào cái ở đây cũng được ha. Nhưng bây giờ tôi đang chưa biết lấy map ở đâu nên tôi nhấp vào đấy, tôi đi kiếm ha. Đó, kéo xuống dưới nó sẽ có vài cái kiểu đá, tất nhiên đây là gạch men, thầy cứ giả sử như đây là marble đi. Đây có cái mẫu này nó giống cái marble ha. Thì giả sử như thế, lấy cái mẫu này, các bạn nhấp vào ô view image ha, là các bạn thấy map này tất nhiên là xài chơi chơi thì được, nên nó vẫn còn bị mờ ha. Và nếu lấy hết cả thì các bạn nhấp bỏ cái apply đi, để nó lấy hết cả nguyên cái miếng đá này. Đá marble thì nó có độ bóng cao hơn, nên các bạn lên chọn cái độ bóng nó cao hơn một chút nữa, và cái độ gồ ghề và cái vân gân của map thì nó ít hơn. Đá marble nó tương đối phẳng, công nghệ bây giờ nó cũng cao lắm, nó làm theo cái vân đá, những cái lỗi, cái sẹo của đá nó cũng làm theo luôn, thì nó nhìn nó rất là thật. Gỗ nó cũng vậy, sẹo của gỗ nó cũng làm theo sẹo của gỗ luôn à, nên là nhìn bên ngoài á, gỗ hay đá cũng chả ai biết, chỉ khi sờ vào à, đi lên nó thì mới biết được thôi. Nên có một cái quy tắc chọn vật liệu là phải mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, chứ còn cứ nhìn sơ sơ qua máy tính thì thua ha. Nên là nhiệm vụ của chúng ta chỉ mô phỏng làm sao nhìn cho nó đẹp thôi, còn chọn thực tiễn là phải chọn thật ha. Lôi khách hàng tới đại lý showroom chọn, hoặc là đem mẫu tới cho khách hàng nó duyệt, chứ các bạn đừng bao giờ chọn thay khách hàng ngang. Ok, như vậy chúng ta đã thay được cái đá này, nhưng ở cái kênh bâm nó đã thay chưa thì các bạn sẽ cần phải chú ý. Bởi vì lúc đấy chúng ta kéo cái map diffuse này này đó, qua bên đây là chúng ta kéo dạng instant thì nó tự động nó thay đó. Còn nếu kéo dạng copy thì nó vẫn là cái map gỗ mà lại đưa vào trong cái kênh đá, như vậy thì chất quốc. Do vậy chúng ta lại phải sửa lại đó, cái map này chúng ta cũng lại lấy map đá ha, chứ không có lộn xộn ha. Đấy, lại đi kiếm, kiếm không được thì chúng ta kéo thả thôi ha, cho nó nhanh. Như vậy là chúng ta xử lý xong được cái map đá rồi đó. Độ bóng các bạn muốn cao hơn thì các bạn nhấp vào đây ha, cho nên độ bóng của đá, nhất là đá marble thì nó sẽ phải giá trị khoảng 70, 80 đến hơn 100 thì mới ăn thua được, mới đẹp được ha. À, cái Fresny iOS ha, cái hệ số khuếch tán ánh sáng ở bên trong bề mặt vật thể thì đối với đá nó sẽ phải cao ha. Nó chỉ khoảng 2 đến 3 là ít, không có nhỏ hơn được ha. Thậm chí là bằng 5 đối với những cái đá mà nó có lớp men bóng rất là dày ha. Cái này thì thầy sẽ giải thích kỹ ở trên lớp, chứ còn bây giờ thì không có giải thích được, vì nó cũng hơi phức tạp, liên quan đến cái vật lý nhiều quá, các bạn nghe nó cũng mệt cái đầu. Hãy nhớ những cái giá trị đấy thôi ha. Nhớ một cách tương đối máy móc những cái giá trị tương đối, để các bạn sẽ gia giảm theo cái ý của mình, theo cái công trình, tùy cái điều kiện ánh sáng góc nhìn này nữa mà chúng ta phải thay đổi gia giảm cái giá trị, chứ không phải là ông thầy nói như thế em làm y thế rồi mà nhìn nó chán quá, không phải đâu. Ok, như vậy là thầy đã hướng dẫn xong các bạn làm hai thứ vật liệu khá là quan trọng thường thấy ở trong công trình, đó là gỗ và đá hay gạch men, nó tương tự độ bóng, độ nhám, độ lì hay là độ gồ ghề, thì nó cũng tùy vào cái vật liệu và tùy vào cái ý đồ của các bạn mà các bạn điều chỉnh ở bên kênh bâm hay kênh diffuse để nó xịn sò, và đặc biệt là gỗ để nó bắt bóng tốt xịn ha, nhất là những cái gỗ thịt ấy. Đôi khi nó có những cái lỗi mắt gỗ thì nó bóng nó không bóng đều đâu, lúc ấy thì ở trên cái kênh refraction và gloss slip nó không thể là dùng màu như này được đâu, mà nó phải dùng một cái map
ha, map riêng các bạn sẽ phải làm bằng bên Photoshop ha, chỗ nào muốn bóng cho nó sáng, chỗ nào không muốn bóng cho nó tối ha. Đó. Thì lúc đấy mới thực sự tạo ra cái chất liệu nó thật y chang như ngoài đời thật. À, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng rảnh rỗi và chúng ta cần thiết đến nó. Khi nào thực sự có thời gian hay là công trình nó đòi hỏi cái sự trau chuốt về cái chất lượng thẩm mỹ cao thì các bạn mới làm như thế. Đầu tiên là các bạn cứ phải hiểu như vậy đã, rồi các bạn mới có ý niệm để mình làm được cái thứ xịn hơn. Khi có điều kiện, có thời gian, có trình độ, làm quen rồi, à, biết rồi thì mới bắt đầu mới làm tới. Còn hãy ngưng ở đây ở cái mức trung bình khá là được rồi ha. Ok, bye bye các bạn. Green Academy 한국에서 나온 학원.